có cái mỗi cái đầu không, bây giờ muốn vẽ là cái mẫu cụ ngồi như thế này, thế là đồng ý thì là lắp cái đầu à. Có một câu hỏi khiến chúng ta thắc mắc, đó là tại sao thời kỳ đó người ta lại thích những bức hình vẽ sẵn hàng loạt như vậy? Có những cụ nông dân cả đời không ra khỏi làng, nhưng mà khi có ảnh thờ vẫn muốn là áo the, khăn đóng. Ông cụ thì lúc chụp ảnh thì mặc may ô, thế nhưng mà cho mặc cái áo vét, có cà vạt, xong bên cạnh cái đôn có cái điện thoại. Ví dụ như thế chẳng hạn, thì rất nhiều những cái...